Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn những điều như Lai đã nói chẳng thể nghĩ bàn. Phật bảo thiện hiện, Đúng vậy, đúng vậy, những điều như Lai đã nói thì chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, vì sắc chẳng thể nghĩ bàn nên điều như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn. Vì thọ tưởng hành thức chẳng thể nghĩ bàn nên điều như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, vì nhãn xứ chẳng thể nghĩ bàn nên điều như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn. Vì nhĩ tí thể thân ý xứ chẳng thể nghĩ bàn nên điều như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, vì sắc xứ chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn vì thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện vì nhãn giới chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn vì giác giới nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện vì nhĩ giới chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn vì thanh giới nghĩ thức giới và nghĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện vì tĩ giới chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn vì hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện vì thiệt giới chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn vì vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện vì thân giới chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn vì xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện vì ý giới chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn vì pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm xuyên sanh ra chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn